Ngoài nổi tiếng sở hữu quân đội mạnh, trang bị nhiều khí tài quân sự hiện đại, Israel còn có lực lượng tình báo Mossad nổi tiếng với những chiến dịch bí mật, giúp họ duy trì ưu thế trước các đối thủ tiềm tàng, cũng như chặn đứng nhiều âm mưu đe dọa tới an ninh quốc gia Do Thái. Mossad là cơ quan tình báo quốc gia của Israel với tên gọi đầy đủ là Viện Tình báo và các chiến dịch đặc biệt. Nhiệm vụ chính của Mossad là thu thập tin tình báo, thực hiện các chiến dịch bí mật và tác chiến chống khủng bố. Khác với các cơ quan chính phủ và quân đội, tổ chức và quyền lực của Mossad không bị giới hạn bởi hiến pháp Israel. Các hoạt động của cơ quan này cũng được giữ bí mật hoàn toàn, trừ khi gặp thất bại hoặc Israel muốn gửi thông điệp răn đe tới các đối thủ. Trụ sở chính của Mossad đặt tại thành phố Tel Aviv. Trong giai đoạn cao điểm cuối thập niên 1980, tổ chức này từng có khoảng 1.500 tới 2.000 nhân viên và đặc vụ. Con số này giảm dần xuống mức 1.200 người trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Mossad được chia thành 8 cục tác chiến, trong đó một số tổ chức nội bộ vẫn được giữ tuyệt mật. Danh tính giám đốc Mossad thường được xếp vào diện bí mật quốc gia của Israel và không được công bố rộng rãi. Sau khi tái tổ chức vào năm 1951, Mossad hiện là cơ quan tình báo độc lập và nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Israel. Quá trình tuyển mộ và đào tạo các thành viên của Mossad không được công bố, nhưng thường khi đã được tổ chức chú ý, ứng cử viên sẽ được theo dõi và đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ trước khi nhận được lời mời tuyển mộ. Đặc biệt trong đầu những năm 2000, Mossad từng tổ chức nhiều đợt tuyển mộ lớn để tìm kiếm các cá nhân xuất sắc phục vụ trong tổ chức. Trong 68 năm hoạt động, Mossad từng tiến hành nhiều chiến dịch trong và ngoài lãnh thổ Israel. Dù có những nhiệm vụ thành công và thất bại, nhưng Mossad vẫn để lại dấu ấn là một trong những tổ chức tình báo hiệu quả và nguy hiểm bậc nhất thế giới.